Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc mua xe trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Mua xe, quý vị có thể mua xe đạp, mua xe máy, mua ô tô, mua xe để đi làm, để đi công tác, hoặc là mua xe để chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu của chúng ta, cũng như là gì, quý vị cũng có thể mua xe để đi kinh doanh, để buôn bán. Thì đặc biệt với những người mua xe để kinh doanh, để buôn bán, để kiếm tiền ấy, tức là cái xe là cái phương tiện để kiếm tiền cho mình ấy, thì cái ngày để mua xe là một ngày cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định một phần nào đó đến cái thành bại của cái công việc của chúng ta. Đấy. Nếu mà quý vị mua xe vào những ngày cát lành may mắn, được thiên lộc, được thiên tài nó chiếu, thì cái công việc kiếm tiền nó khá là dễ dàng, khá là hanh thông. Ngược lại, nếu mà mua vào những ngày đại kỵ thì có thể nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong cái công việc của mình đó. Và các cụ ngày xưa vẫn có câu là gì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đấy, vậy nên là gì, chúng ta kiêng được gì thì cứ kiêng nhé, nó sẽ tốt lành hơn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, thì cái xe chính là một cái phương tiện, cũng như là cái phương tiện đi lại, cũng như là cái phương tiện để kiếm tiền cho chúng ta. Vậy nên để mang lại sự thuận lợi, may mắn và bình an ấy, thì đặc biệt quý vị nên chọn ra ngày tốt. Chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ về những ngày tốt mua xe trong tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch, như quý vị đã biết ấy, tháng 4 nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 năm Giáp Thìn dương lịch. Còn âm lịch thì nó sẽ khởi ngày mùng 1 là ngày Nhâm Thân, và tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày đó. Và bây giờ cũng vậy, thì để chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư. Chúng ta sẽ mở trang 196 nhé. Thì cái việc mua xe ấy, chúng ta có 43 tiêu chí, quý vị nhớ nhé, 43 tiêu chí để chọn ra ngày tốt mua xe. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách ngày tốt toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh những quyển sách ngày tốt toàn thư, tự chọn ra cho mình những ngày lành tháng tốt để mua xe cho được thuận lợi, may mắn và bình an. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục đầu tiên là loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh. Thì quý vị cứ mở trang 197 nhé. Đó, bắt đầu chúng ta cùng loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì ngày xấu cần tránh đầu tiên cho việc mua xe đó là gì? Chúng ta kỵ những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 4 âm lịch bao gồm có ngày ngày Mão và ngày Tuất. Ngày Tuất thì nó là sát chủ âm đúng không ạ? Sát chủ âm, ngày Mão là sát chủ dương. Ngày sát chủ chúng ta sẽ có 3 ngày. Ngày Tuất có 3 ngày, ngày Giáp Tuất, Bính Tuất và ngày Mậu Tuất, thì 3 ngày này chúng ta không dùng. Còn ngày Mão chúng ta sẽ có 2 ngày, mùng 8 là ngày Kỷ Mão và ngày 20 là ngày Tân Mão. Tiếp theo, ngày thứ hai chúng ta còn lại bỏ đó là ngày Tụ Tử. Ngày Tụ Tử thì nó sẽ là những ngày Tỵ. Những ngày Tỵ nó bao gồm có ngày mùng 10 Tân Tỵ và ngày 22 là ngày Quý Tỵ. Thì hai ngày này chúng ta cũng loại bỏ không dùng nhé. Tiếp đến thì cái ngày mua xe quý vị kỵ vào ngày Dương Công. Ngày Dương Công nó rơi vào ngày mùng 7. Dương Công kỵ đúng không ạ? Thì cũng kỵ mua xe. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cần phải loại bỏ đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương thì sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào cái ngày Giáp Tuất, nó trùng với ngày sát chủ. Ngày mùng 7 thì nó là ngày Mậu Dần, trùng ngày Dương Công. Ngày 13 thì nó rơi vào ngày Giáp Thân. Ngày 18 thì nó là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 nó là ngày Quý Tỵ, thì trùng ngày Tụ Tử. Cuối cùng là ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Ngày Mậu Tuất thì nó trùng ngày với ngày sát chủ âm. Đó. Tiếp đến chúng ta kỵ 4 ngày nữa, đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14, 23. Đúng không? Mùng 5, 14, 23 đi chơi quẩn lỗ, huống chi là đi buôn. Đặc biệt là những người mà mua xe để kinh doanh buôn bán ấy, mua xe để chở hàng ấy, mua xe để kiếm tiền ấy, thì chúng ta kỵ cái ngày này đi nhá. Mùng 5 là ngày Bính Tý này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Dậu. Và ngày 23 là ngày Giáp Ngọ. Đó. Tiếp đến chúng ta cần phải lại bỏ một ngày nữa, đó là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá thì nó là rơi vào những ngày Hợi nhá. Những ngày Hợi thì nó bao gồm có 3 ngày, mùng 4 là Ất Hợi, 16 là Đinh Hợi và ngày 28 là ngày Kỷ Hợi. Đó. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý là ngày Trực Thu. Trực Thu là ngày Dần. Thì quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé. Ngày Trực Bế thì nó là những ngày Thìn. Đấy, chúng ta cũng lưu tâm khi mà chọn ngày này.
Tiếp đến là ngày không vong. Ngày không vong thì chúng ta sẽ có 3 ngày. Nó ngày mùng 6, ngày 12 và ngày 18. Thì ngày 12, 12 nó là ngày Quý Mùi. Ngày 18 nó là ngày Kỷ Sửu. Và ngày mùng 6, mùng 6 thì nó là ngày Đinh Sửu. Đó. Đó là ngày gì? Ngày không vong. Đấy. Tiếp đến là ngày Trường Đoản Tinh. Nó bao gồm 3 ngày là mùng 4, mùng 9 và ngày 25. Ngày mùng 4 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Hợi này. Ngày mùng 9 là ngày Canh Thìn. Và ngày 25, 25 thì nó rơi vào ngày Bính Thân. Đó là những ngày mà chúng ta không vong, không làm nữa. À, tiếp đến là ngày Đại Hao, quý vị cũng phải kiêng nhé. Đại Hao nó là ngày Dậu, đúng không ạ? Ngày Dậu. Ngày Tiểu Hao thì nó sẽ là những ngày Thân. Như vậy ngày Thân, ngày Dậu chúng ta không dùng được. Đúng không? Ngày Dậu là phạm vào Đại Hao này. Ngày Thân là Tiểu Hao này. Thì chúng ta không dùng nhé. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Xích Khẩu. Ngày Xích Khẩu mà mua xe thì nó hay xảy ra chuyện cãi vã tranh cãi. Đó, thậm chí là gì? Nghe chuyện khẩu thiệt thị phi. Nó cũng ảnh hưởng xấu đến cái tâm trạng của gia chủ và khi điều khiển xe nó không còn được minh mẫn nữa. À, ngày Xích Khẩu trong cái tháng 4 nó sẽ có bao gồm có 2 ngày, đó là ngày 11 và ngày 19. Ngày 11 thì nó là ngày Nhâm Ngọ. Ngày 19 thì nó sẽ rơi vào ngày Canh Dần nhá. À, tiếp đến, một ngày nữa là ngày Hàm Trì là ngày Ngọ nhá, thì quý vị cũng kiêng. Hàm Trì, đó. Ngày Hoang Vu thì nó sẽ là ngày Thân. Đấy, ngày Thân cũng xấu chúng ta dùng nhá. Ngày Thiên Tặc thì nó là ngày Mùi. Ngày Thiên Tặc thì hay xảy ra tình trạng là mất trộm bất cắp, đúng không ạ? Một ngày nữa là ngày Câu Giảo Hà Khôi thì nó là ngày Thân. Như vậy ngày Thân cũng khá là xấu, rất nhiều thông tin. Một cái ngày nữa là ngày Tài Ly. Tài Ly là ngày Mùi, đúng không ạ? Tài Ly. Đó. À, tiếp đến, ngày nữa là ngày Nguyệt Hư. Ngày Nguyệt Hư nó là ngày Thìn, đúng không ạ? Nguyệt Hư là ngày Thìn. À, ngày Đại Sát thì nó là ngày Mùi. Như vậy ngày Mùi cũng khá là xấu đấy, quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé. Một ngày nữa là ngày Nguyệt Yểm. Nguyệt Yểm thì nó là ngày Mùi. Như vậy Nguyệt Yểm cũng là ngày Mùi, là ngày cực xấu. Ngày Nguyệt Hại thì nó là ngày Dần. Ngày Dần có 2 ngày chúng ta lại bỏ rồi. Một ngày nữa là ngày Hung Bại. Ngày Hung Bại là ngày mùng 2 và ngày 25. 25 là ngày Bính Thân. Và ngày mùng 2 ấy, mùng 2 thì nó sẽ rơi vào ngày Quý Dậu nhé. À, tiếp đến một ngày nữa chúng ta còn lại bỏ, đó ngày Tứ Phế. Ngày Tứ Phế thì nữa là ngày Bính Thân, thì chúng ta lại bỏ rồi, ngày 25. Một ngày nữa là ngày Tứ Hao. Ngày Tứ Hao nó rơi vào ngày Ất Mão, trong tháng này không có. Hơn nữa ngày Mão lại phạm ngày sát chủ, đúng không ạ? Một cái ngày nữa là ngày Thiên Thượng Không Vong. Thiên Thượng Không Vong thì bao gồm cái ngày sau này. Ngày Đinh Sửu là ngày mùng 6, chúng ta lại bỏ rồi, đúng không ạ? Ngày Mậu Dần, ngày Đinh Mùi, ngày Mậu Dần chúng ta lại bỏ rồi. Ngày Đinh Mùi trong tháng này không có, đúng không ạ? Ngày Nhâm Thìn, ngày Quý Tỵ. Ngày Nhâm Thìn là ngày 21 này. Đó, thì chúng ta cũng kiêng này. Ngày Quý Tỵ là ngày 22, chúng ta cũng kiêng, đúng không ạ? Tiếp đến là ngày gì? Ngày Mậu Thân, ngày Nhâm Tuất và ngày Quý Hợi. Mậu Thân, Nhâm Tuất và Quý Hợi. Mậu Thân không có, Nhâm Tuất. Nhâm Tuất thì chúng ta không có nữa, Quý Hợi chúng ta không có. À, tiếp theo là gì? Những ngày tiếp theo là ngày Tý. Ngày Tý thì khi lựa chọn quý vị cũng cần phải lưu ý nhé. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta đã vừa loại bỏ, quý vị thấy là gần hết cái lịch luôn. Như vậy là gì? À, chúng ta còn mỗi ngày 17 và ngày 29 thôi. Đó. Bây giờ chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt nhé, những ngày tốt để tiến hành công việc là mua xe trong cái tháng tư âm lịch. À, như vậy tháng tư âm lịch có lẽ là có khá là ít cái ngày tốt đấy. Bây giờ chúng ta cùng xét cho nó là những ngày nào nhé. Thì đầu tiên, ngày tốt mua xe đầu tiên thì chúng ta chọn ra ngày có Thiên Đức. Thiên Đức thì trong tháng này nó bao gồm những ngày Tân. Ngày Tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau. Ngày Tân thì chúng ta sẽ có ngày mùng 10 là Tân Tỵ và ngày 20 là ngày Tân Mão. Thì hai ngày Tân này bị phạm sát, một ngày phạm sát chủ, một ngày phạm tụ tử, chúng ta dùng. Thứ hai là ngày có thì Thiên Đức hợp với ngày Bính. Ngày Bính chúng ta ngày mùng 5 là Bính Tý, 15 là Bính Tuất và ngày 25 là Bính Thân, thì nó cũng đều là những ngày xấu, chúng ta lại bỏ rồi. Tiếp đến là ngày Nguyệt Đức là những ngày Canh. Ngày Canh thì chúng ta ngày 29 ngày Canh Tý, 19 là Canh Dần và ngày mùng 9 là Canh Thìn. Thì những ngày này không dùng được, chúng ta chỉ có ngày 29 nhé. 29 là ngày Canh Tý. Canh Tý đó. À, tiếp đến một ngày nữa là ngày có Nguyệt Đức hợp. Nguyệt Đức hợp thì nó là những ngày Ất. Ngày Ất trong tháng này chúng ta có ngày 24 Ất Mùi này, ngày 14 là ngày Ất Dậu và ngày mùng 4 là ngày Ất Hợi. Thì tất cả những ngày này đều là những ngày xấu, chúng ta không dùng được. À, tiếp đến chúng ta có ngày Thiên Quý. Thiên Quý thì nó là ngày Bính và ngày Đinh đó. Ngày Bính và ngày Đinh. Thiên Quý là ngày Bính và ngày Đinh. Ngày Bính thì cũng có mùng 5 này, 15 và ngày 25 này. Ngày Đinh thì chúng ta có ngày mùng 6 này, ngày 16 này,
16 và ngày 26 thì ngày 26 nó phạm vào đại hao, ngày Dậu cũng khá là xấu ấy, bị hao hụt về tiền bạc. Tiếp theo chúng ta chọn những ngày có thiên tài là ngày Tuất. Thì ngày Tuất là phạm ngày gì? Sát chủ tôi không dùng nhé. Ngày Nguyệt tài là ngày Mùi. Ngày Nguyệt tài là ngày Mùi. Như vậy ngày Mùi này, ngày Mùi thì trong cái tháng 4 nó cũng có khá nhiều cái cát tinh, như là có thiên tài, có thiên phú. Lại gì? Ví dụ như ngày Ất Mùi, ngày Ất thì nó lại còn có cả gì? Có cả Nguyệt Đức hợp nữa. Vì thế là quý vị có thể cân đối nhé. Cái ngày 24 này, cái ngày 24 là ngày có rất nhiều cát tinh này, thì quý vị có thể chọn được này. Ngày 24 là ngày Ất Mùi. Mặc dù nó có mấy hung tinh nhưng mà nó cũng có rất nhiều cát tinh, nó có thể che chở được, đúng không? Nó vừa có gì có nguyệt tài, lại có vừa có thiên phú, mà cái thiên phú và cái nguyệt tài là hai cái thứ cực kỳ tốt cho cái việc là mua xe, đúng không? Tiếp theo tháng 4 là tháng gì, là tháng Kỷ Tỵ, Tỵ Hợi là tương xung. Như vậy cái ngày Hợi sẽ là ngày Dịch Mã, Dịch Mã là ngày Hợi, nhưng mà gì, nó bị phạm vào ngày nguyệt phá, chúng ta sẽ không dùng nhé. Tiếp theo một ngày nữa là ngày Trực Thành là ngày Sửu. Ngày Sửu thì chúng ta ngày 6 Đinh Sửu và 18 là Kỷ Sửu. Thì ngày Sửu nói chung ấy thì nó cũng khá là xấu. 6, 18 ngày Kỷ Sửu thì nó lại phạm rất nhiều thứ, chúng ta không dùng được. Tiếp đến ngày Trực Thành thì nó là ngày Sửu này. Ngày Yếu An thì nó là ngày Dậu, đúng không? Ngày Yếu An là ngày Dậu. Như vậy ngày Dậu thì nó lại phạm đại hao. Ngày Dậu này bị phạm vào đại hao này, bị có mỗi đại hao, tức là hao tốn tiền bạc thì mua xe là mất tiền rồi. Nhưng mà nó lại có gì, có ngày yếu an nữa, ngày Dậu thì có Yếu An này, hơn nữa ngày đinh thì nó lại có gì, có Thiên Quý, có Nguyệt Tài. Vậy nên là gì, nó cũng khá là tốt, lại có Yếu An nữa, đúng không? Yếu An tháng 4 nó cũng là ngày Dậu. Như vậy ngày Dậu trong tháng này thì nó cũng khá là tốt đấy. Ngày Dậu đây, chúng ta còn ngày 26 Đinh Dậu thì quý vị có thể dùng được nhé. 26 Đinh Dậu. Đó, nó có nhiều cát tinh quý vị có thể chọn được. Tiếp theo là chúng ta chọn những ngày cát nhật mua xe. Ngày cát nhật mua xe bao gồm những ngày sau. Ngày Bính Tý này thì trong tháng này không có đâu ạ. Bính Tý, ngày Canh Tý, ngày Nhâm Tý, ngày không có. Ngày Giáp Dần, Giáp Dần này, ngày Ất Mão, ngày Tân Mão, ngày Mão không được này. Ngày Thìn thì chúng ta có ngày không có này, đúng không? Đến ngày ngọ là chúng ta có Nhâm Ngọ. Ngày Nhâm Ngọ thì là ngày 11. Như vậy ngày 11 Nhâm Ngọ, 11 phạm gì không? 11 Nhâm Ngọ thì phạm vào ngày Hàm Trì này. 11, 19 là ngày Xích Khẩu, tức là xảy ra chuyện tranh cãi. Ngày 11 Nhâm Ngọ này, tức là phạm vào Xích Khẩu này. Tiếp đến là ngày Ất Mùi. Ngày Ất Mùi này thì cũng khá là tốt. Ngày Ất Mùi thì chúng ta chọn rồi, đúng không ạ? 24 Ất Mùi chúng ta chọn rồi, nó cũng là các ngày cát nhật mua xe. Tiếp đến là chúng ta chọn ngày Quý Mùi, Kỷ Mùi. Thì Quý Mùi ngày 12 thì nó cũng phạm đấy. Ngày 12 nhé, ngày Mùi này. Ngày 12 thì nó phạm vào ngày Không Vong đấy. Nhưng mà nó là ngày cát nhật mua xe thì quý vị có thể cân đối được, chọn ngày 12 được. 12 là ngày Quý Mùi này. Đó. Tiếp đến thì là ngày Kỷ Mùi, ngày Giáp Thân, ngày Tân Dậu. Giáp Thân, Tân Dậu. Tân Dậu không có. Giáp Thân thì đó là ngày 13, phạm vào Nguyệt Kỵ, phạm vào Tam Nương thì tao rồi. Tiếp theo ngày Trực Mãn là ngày Mùi. Như vậy là ngày Mùi khá là tốt, đúng không ạ? Có Trực Mãn. Tiếp đến là ngày Trực Khai là ngày Mão, và ngày Tụ Tài thì là ngày Tỵ. Ngày Tỵ tiết là phạm vào Tụ Tử, đúng không ạ? Như vậy ngoài ra thì chúng ta còn thêm một ngày nữa là ngày 17. 17 là ngày Mậu Tý, cũng khá là tốt. Mậu Tý là ngày có nhật lộc, Mậu Bính Mậu lấy lộc Tỵ mà, thì là tháng này là tháng Kỷ Tỵ, nó là tháng nhật lộc, cũng khá là tốt để chúng ta tiến hành công việc đó. Thì ngoài ra chúng ta có cái tháng Tỵ, nó là tháng Kỷ Tỵ, thì chúng ta có những ngày Giáp. Ngày Giáp chúng ta có mùng 3 này, 13 và ngày 23, nhưng mà toàn là những ngày xấu chứ không được đó. Như vậy là gì, trong tháng tư âm lịch chúng ta sẽ có đâu đó là 5 ngày tốt. 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc mua xe. Thì quý vị cứ chọn đúng ngày này, đúng 5 ngày này thì thế nào cũng được, thì tài lộc phú quý bình an. Đó. 5 ngày tốt mua xe trong cái tháng tư âm lịch bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày 29 là ngày Canh Tý.
Ngày tốt thứ hai là ngày 24, đó là ngày Ất Mùi. Ngày tốt thứ ba là ngày 26, là ngày Đinh Dậu. Ngày tốt thứ tư là ngày 12, là ngày Quý Mùi. Ngày tốt thứ năm là ngày 17, là ngày Mậu Tý. Như vậy nếu mà quý vị muốn chọn những ngày sớm hơn ấy, thì nói chung ấy, trong tháng này cũng không có nhiều ngày tốt đâu. Quý vị có thể chọn đến ngày Sửu được. Ngày Sửu là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 thì phạm vào ngày Trường Đoản Tinh. Trường Đoản Tinh. Nếu mà gấp nhá, gấp sớm thì quý vị có thể chọn ngày Sửu. Ngày Sửu cũng khá là tốt, nó có trực thành. Hơn nữa ngày Đinh Sửu, ngày Đinh thì nó có thiên quý. Như vậy quý vị có thể chọn thêm ngày mùng 6 nhé. Nếu mà trong trường hợp cấp thiết phải cần, quý vị lấy sớm ấy, thì có thể chọn ngày mùng 6 ngày Đinh Sửu thì cũng sẽ được may mắn và bình an. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch để tiến hành công việc mua xe thông qua quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. Đấy. Hoặc quý vị cũng có thể là tham khảo thêm những cái video về dạy xem ngày tốt bằng cách liên hệ trực tiếp với số Zalo 0989 34 9119 đây. Để gì? Để được gửi những bộ video hướng dẫn dạy xem ngày tốt để quý vị có thể tự thực hành được. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn đúng không ạ? Vậy thì trong tháng 4 âm lịch sẽ có những ngày nào tốt để cắt tóc? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích ngay sau đây của Tử Thông. Và để chọn ra những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể mở trang 184 để chúng ta chọn ra những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi, may mắn và bình an. Thì trong này có 20 tiêu chí, đúng không ạ? 20 tiêu chí để chọn ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đấy. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Thưa quý vị, chúng ta biết ấy, cái tháng 4 âm lịch, tháng 4 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, đúng không ạ? Và tháng 4 âm lịch nó là tháng Kỷ Tỵ. Tháng kỷ tỵ đó là tháng thiếu, nó chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 thì nó là ngày Nhâm Thân, và ngày 29 thì nó là ngày Canh Tý. Đó. Thưa quý vị, các cụ ngày xưa có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên là cái việc chọn ra ngày lành tháng tốt để cắt tóc nó cũng sẽ giúp cho công việc nó được thuận lợi hơn, nó sẽ giúp cho đầu óc được minh mẫn hơn và giúp mang lại cái may mắn tài lộc cho chúng ta. Đó. Bên cạnh đó thì hơn nữa các cụ cũng có nói là cái răng cái tóc là góc con người. Đó. Như vậy là chứng tỏ cái tóc nó cũng là một cái thứ rất quan trọng, nó tạo nên cái vẻ đẹp, tạo nên những cái nét riêng tư của con người. Và cái việc cắt đi một cái tóc vào những ngày mà không tốt ấy, thì được cho rằng cũng là phạm phải những điều đại kỵ, đặc biệt là có những ngày như ngày Đinh chẳng hạn, hoặc là ngày mùng 1 thì người ta không bao giờ cắt tóc. Đấy. Vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị về những cái điều này. Thưa quý vị, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra ngày tốt để cắt tóc thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh để tiến hành công việc cắt tóc thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày sau đây. Thì quý vị cứ tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ở trang 184, chúng ta sẽ cùng loại bỏ ra những cái ngày xấu để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi và anh thông. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, để tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh trong cái tháng 4 âm lịch để tiến hành công việc cắt tóc ấy, bao gồm những ngày sau. Thì đầu tiên nó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ nó sẽ là ngày Mão và ngày Tuất, đúng không? Ngày Mão là sát chủ dương, ngày Tuất là sát chủ âm, đúng không? Ngày Tuất đây là ngày sát chủ. Ngày Mão chúng ta có 2 ngày là mùng 8 là Kỷ Mão và 20 là Tân Mão. Còn ngày Tuất chúng ta có 3 ngày, mùng 3 là Giáp Tuất, 15 là Bính Tuất và ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Thì tất cả những ngày này nó là ngày sát chủ, chúng ta không dùng nhé. Thì bên cạnh đó cái việc cắt tóc người ta cũng kiêng một ngày nữa, đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử thì là những ngày Tỵ,
Thì ngày Tỵ thì chúng ta có hai ngày, mùng 10 là Tân Tỵ và ngày 22 là ngày Quý Tỵ. Thì đây hai ngày này cộng ngày Thụ Tử chúng đã không dùng. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương nó chủ về cái sự đổ vỡ, chủ về cái sự tan vỡ. Vậy nên cái ngày này thì người ta cũng kiêng rất nhiều việc, chứ không chỉ riêng gì với việc cắt tóc nhá. Cái ngày này là bách sự Tỵ ấy. Đó. Ngày Tam Nương thì bao gồm ngày sau này. Đầu tiên là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Tuất, đúng không ạ? Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày Mậu Dần. Ngày 13 thì nó là ngày Giáp Thân. Ngày 18 nó là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 là ngày Quý Tỵ thì trùng ngày Thụ Tử. Và cuối cùng là ngày 27. 27 thì là ngày Mậu Tuất thì trùng với ngày gì? Trùng ngày Sát Chủ. Ngày Sát Chủ âm, đúng không ạ? Tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt Kỵ, đúng không ạ? Các cụ có nói là gì? Mùng 5 14 23 đi chơi còn lỗ, vốn chỉ là đi buôn. Vậy nên cái việc cắt tóc để mang lại cái may mắn ấy, thì các cụ cũng kiêng cái ngày mùng 5 14 23 là ngày Nguyệt Kỵ. Mùng 5 thì nó rơi vào ngày Bính Tý này. Ngày 14 là ngày Ất Dậu và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Ngọ. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng kiêng kỵ, đúng không ạ? Cũng cần phải chú ý, cần chú ý nhé. Đó là ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến trong tháng này thì tháng Tỵ thì kiến tệ Tỵ, đúng không ạ? Vì vậy ngày Tỵ thì nó trùng ngày Sát Chủ, trùng cái ngày gì? Ngày Thụ Tử chúng ta không xét nhé. Tiếp đến là ngày một ngày nữa mà người ta cũng kiêng, đó là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá thì nó là những ngày Hợi, đúng không ạ? Ngày Hợi là ngày Nguyệt Phá. Nó sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 4 là Hợi này, 16 là ngày Đinh Hợi và 28 là ngày Kỷ Hợi. Thì 3 ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng cho việc cắt tóc. Tiếp đến thì 3 cái ngày Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát thì người ta cũng kiêng nhá. Đây là 3 cái tiểu hung tinh. Nhưng mà có các thần sát, có các cát tinh khác nó ủng hộ, nó tốt lành hơn thì chúng ta vẫn dùng được. Thì chúng ta có Kiếp Sát, đó là ngày Dần, đúng không ạ? Kiếp Sát là ngày Dần, sẽ có 3 ngày mùng 7 và ngày 19. Tai Sát nó là ngày Mão. Đấy, thì sẽ có 2 ngày mùng 8 và ngày 20. Và ngày Nguyệt Sát thì là ngày Thìn. Có 2 ngày là mùng 9 và ngày 21. Đó. Tiếp theo chúng ta lại bỏ một ngày nữa là ngày Nguyệt Hình. Nguyệt Hình là ngày Thân nhưng mà nó vừa hình vừa hợp, cũng rất là tốt. Đấy, ngày Thân cũng khá là tốt. Thì quý vị cũng có thể dùng được nhé. Tiếp đến là ngày Nguyệt Yếm. Nguyệt Yếm thì nó là những ngày Mùi, đúng không ạ? Nguyệt Yếm hay Nguyệt Yểm thì nó là ngày Mùi, đúng không? Ngày Mùi thì chúng ta cũng cần phải xem xét. Thưa quý vị, còn một ngày nữa mà chúng ta cũng kỵ cắt tóc, đó là ngày Đinh và ngày 12, ngày 15, đúng không? Ngày 15 chúng ta lại bỏ rồi đó. Ngày 15 thì nó là ngày Bính Tuất, còn ngày 12 thì nó là ngày Quý Mùi. Đó. Một ngày nữa là những ngày Đinh. Ngày Đinh thì chúng ta không dùng việc cắt tóc nhé. Các cụ đặc biệt kiêng kỵ. Thì ngày Đinh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày Đinh thì chúng ta ngày mùng 6 là Đinh Sửu này. Ngày 16 thì nó sẽ là ngày Đinh Hợi và ngày 26 là ngày Đinh Dậu. Thì đây là những ngày mà chúng ta kiêng kỵ cắt tóc. Đó. Thưa quý vị, đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải kiêng. Đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư ở trang 184 nhé. Nếu quý vị chưa có thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình. Tất cả các ngày tốt thì đã được Tử Thông chia sẻ bằng cái video. Quý vị có thể tham khảo thêm, liên hệ với Zalo số này 0989 34 9119 nhé. Để xin gửi cái link video hướng dẫn xem ngày tốt của Tử Thông nhé. Thưa quý vị, sau khi mà đã loại bỏ những ngày xấu cần tránh rồi thì quý vị vẫn tiếp tục mở trang 184, chúng ta sẽ có những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là cắt tóc. Thì ngày tốt trong tháng 4 bao gồm những ngày sau. Cắt tóc thì ngày tốt đầu tiên chúng ta phải kể đến, đó là ngày Giải Thần. Ngày Giải Thần thì nó lại là ngày tốt, nó trùng với ngày gì? Trùng với ngày Sát Chủ nhé. Trùng với Sát Chủ tôi đang dùng. Thứ hai là ngày trực trừ nó là ngày Ngọ, ngày trừ thần ấy. Ngày trừ thần cũng rất là tốt cho cái việc gì? Cho việc cắt tóc. Ngày trừ thần chúng ta cũng sẽ có ngày gì? Ngày 11. 11 là ngày Nhâm Ngọ là ngày tốt đầu tiên. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn đến một ngày nữa là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức thì nó là ngày Tân. Ngày Tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Canh ngày Tân ngày 20 là ngày Tân Mão và ngày mùng 10 là ngày Tân Tỵ, đúng không ạ? Như vậy là hai ngày này đều là ngày xấu chúng ta không dùng được. Tiếp theo ngày có Thiên Đức hợp thì là những ngày Bính. Ngày Bính thì chúng ta sẽ có những ngày sau này, ngày mùng 5 Bính Tý này. 15 là Bính Tuất và ngày 25 là Bính Thân. Như vậy chúng ta có thêm ngày 25 nữa. 25 là ngày Bính Thân. Quý vị thân mến, thực ra cái ngày tốt để cắt tóc thì chúng ta có rất nhiều ngày, trong đó có ngày Thiên Đức hợp, Nguyệt Đức hợp.
Thiên Đức, Nguyệt Đức thì đều là những ngày tốt, nó tốt mọi việc, đến là cắt tóc thì nó cũng vẫn cứ tốt như thường nhé. Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày có Nguyệt Đức, đúng. Nguyệt Đức thì là những ngày canh. Ngày canh chúng ta có ngày 29 là ngày canh tí này. 29 là canh tí. Tiếp theo là ngày 19. 19 là ngày canh dần. Và ngày mùng 9 là ngày canh thìn. Đó là những ngày tốt. Tiếp theo, một ngày nữa là ngày có Nguyệt Đức. Nguyệt Đức hợp thì là những ngày Ất. Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất thì ngày Ất chúng ta sẽ có những ngày sau này. Mùng 4 là Ất Hợi, 14 là Ất Dậu và ngày 24 là ngày Ất Mùi. Như vậy chúng ta có thêm ngày 24. 24 là Ất Mùi. Thì ngoài ra thì những cái ngày tốt cắt tóc thì quý vị cũng có thể chọn được ngày tam hợp, đúng không ạ? Ngày tam hợp thì là tam hợp với tỵ thì là Dậu Xỉu, đúng không ạ? Và ngày lục hợp sẽ là ngày Thân. Đó. Trong thời gian này tháng Kỷ Tỵ, đúng không ạ, thì chúng ta có thể chọn những ngày Giáp. Giáp Kỷ Hóa Thổ nó được bộ ngũ hợp rất là tốt. Như vậy những ngày Giáp thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Ngày mùng 3 là ngày Giáp Tuất này. Ngày 13 là ngày Giáp Thân và ngày 23 là ngày Giáp Ngọ. Nhưng mà những ngày này thì đều là những ngày xấu nhé. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Thì trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì chúng ta sẽ có 6 ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc, đúng không ạ? Chúng ta có 6 ngày tốt. Có 6 ngày tốt đây nhá, 6 ngày tốt để cắt tóc. Thì nó bao gồm những ngày sau này. Ngày tốt đầu tiên là ngày 11 là ngày Nhâm Ngọ, đúng không ạ? Ngày tốt thứ hai là ngày 25 là ngày Bính Thân. Ngày tốt thứ ba là ngày 29 là ngày Canh Tý. Ngày tốt thứ tư là ngày 19 là canh dần. Ngày tốt thứ năm là ngày mùng 9 là canh thìn. Và ngày tốt thứ năm là ngày 24 là ngày Ất Mùi. Đó là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đấy, cắt tóc trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm về cách chọn ra ngày giờ tốt. Đấy, đây là chuyện ngày tốt đó. Còn giờ tốt thì quý vị có thể tham khảo thêm ở trang 127 nhé. Trang 127 của sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh những quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc trong tháng tư âm lịch. Đấy. Quý vị có thể là chép lại, chụp lại. Đấy, chép lại, chụp lại với những ngày tốt này để chọn ra cho mình một cái ngày lành tháng tốt để được gì? Cắt tóc cho được hanh thông và may mắn. Thì đây là những cái ngày, 6 cái ngày cắt lành nhất nhá. Đây là 6 ngày cắt lành nhất. Vậy nên là gì? Cái việc cắt tóc mà lại được hợp tuổi hợp mệnh với quý vị nữa thì nó sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ngày tốt lập mái đổ trần. Đó, cũng như là ngày tốt gác đòn rông trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Như quý vị đã biết, cái ngày đổ mái, cái ngày đổ trần là một cái ngày cực kỳ quan trọng. Đây là cái thời điểm để chúng ta tiến hành nạp khí, đúng không? Nạp khí và tạo một cái mái bằng đấy, dẫn cho khí vào trong nhà. Đó, để cho chúng ta lên tầng hoặc là gì, tạo cho ngôi nhà được hoàn thiện hơn. Vì vậy nó là một cái ngày đặc biệt quan trọng, nó quyết định cái sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những ngày tốt để làm cái việc này, giúp cho mọi việc nó được thuận lợi, may mắn và bình an. Thưa quý vị, để chọn ra những ngày tốt tiến hành công việc đổ mái đổ trần cũng như là gác đoàn rông ấy, thì quý vị hãy tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị mở trang 193 ra thì nó có 34 tiêu chí để chọn ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc đổ trần lập mái. Đó. Vậy thì đó những ngày nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và để chọn ra được ngày tốt ấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư cũng như là để tư vấn về ngày tốt đổ trần lập mái hoàn toàn miễn phí nhé. Đó. Thưa quý vị đã biết ấy, thì cái tháng tư âm lịch nó sẽ rơi vào ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch. Ngày mùng 1 thì nó là ngày Nhâm Thân và cái tháng 4 nó là tháng
tháng gì? Tháng Kỷ Tỵ đúng không ạ? Nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Những ngày xấu cần tránh trong cái tháng tư âm lịch thì bao gồm những ngày sau. Ngày đầu tiên chúng ta cần phải tránh đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng tư âm lịch thì nó sẽ rơi vào ngày Mão và ngày Tuất đúng không ạ? Ngày Mão là ngày sát chủ dương. Ngày Tuất là sát chủ âm đúng không? Ngày Tuất thì chúng ta sẽ có mấy ngày? 3 ngày. Mùng 3 là ngày Giáp Tuất, 15 là Bính Tuất và ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Còn ngày Mão chúng ta cũng có 2 ngày, mùng 8 là Kỷ Mão và ngày 20 là ngày Tân Mão. Thì đây là hai ngày xấu chúng ta cần phải tránh. À, tiếp theo cái ngày đổ máy ấy, thì nó cũng liên quan đến phần đất cát và động thổ. Vậy nên là chúng ta kỵ những ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa trong tháng này nó là ngày Ngọ nhé. Đó, nó phạm vào sát chủ mùa. Nó sẽ bao gồm có 2 ngày, 11 là ngày Nhâm Ngọ và ngày 23 là ngày Giáp Ngọ. Tiếp đến một ngày nữa là ngày thiên địa chuyển sát, nó là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, thì nó cũng trong tháng này không có nhé. À, tiếp theo một ngày nữa mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 4 thì nó sẽ là những ngày Tỵ, bao gồm có 2 ngày mùng 10 Tân Tỵ và ngày 22 là ngày Quý Tỵ. À, tiếp đến một ngày nữa là ngày Dương Công Kỵ là ngày mùng 7 mà chúng ta cũng cần phải loại, đó là ngày Mậu Dần. À, ngày tiếp theo mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Tam Nương. Tam Nương chúng ta có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Đó. Thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày Giáp Tuất. Ngày mùng 7 thì nó là ngày Mậu Dần trùng với ngày Dương Công. Đó. Ngày 13 nó rơi vào ngày Giáp Thân. Ngày 18 là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 nó rơi vào ngày Quý Tỵ đúng không ạ? Và ngày 27 thì nó sẽ rơi vào ngày Mậu Tuất trùng ngày sát chủ. À, tiếp theo thì để cho công việc được hanh thông thuận lợi thì người ta cũng kiêng kỵ một ngày, đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và ngày 23. Ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày Bính Tý. Ngày 14 là ngày Ất Dậu và ngày 23 thì nó rơi vào ngày Giáp Ngọ. À, tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến thì nó là ngày Tỵ nhé, nó trùng ngày sát chủ rồi. Đấy, chúng ta loại bỏ rồi. À, ngày loại bỏ tiếp theo là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá nó sẽ là ngày Hợi vì Tỵ Hợi là tương xung. Ngày Nguyệt Phá chúng ta chỉ nên tiến hành phá dỡ nhà cửa hoặc là gì, lấp ao lấp giếng, chặt cây đốn củi vân vân, chứ không nên làm cái việc gì khác nha. Ngày Nguyệt Phá ngày Hợi sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 4 là Ất Hợi, 16 Đinh Hợi và ngày 28 là ngày Kỷ Hợi, thì 3 ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày Trực Bình. Trực Bình thì nó là những ngày Thân nhá, thì chúng ta cũng để hỏi chấm đây, chúng ta xét sau. Ngày Trực Thu thì nó sẽ là những ngày Dần, Trực Thu là những ngày Dần thì quý vị cũng cần phải xét. Ngày Trực Bế thì nó là ngày Thìn. Đấy, ngày Thìn quý vị cũng cần phải xem xét. Tiếp theo ngày Kiếp Sát. Đấy, trong tháng này chúng ta kỵ ngày Kiếp Sát. Kiếp Sát nó là ngày Dần này, Kiếp Sát này, Tai Sát này và Nguyệt Sát. Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Sát nó là cái tiểu hung tinh, vậy nên có những cái sao tốt chiếu đến thì chúng ta vẫn có thể dùng được nhé. Tiếp theo chúng ta xét về những ngày Nguyệt Hình. Nguyệt Hình thì nó là những ngày Thân nữa, nhưng ngày Thân lại được gì, được ngày Hợp, vừa hình vừa hợp. Nói chung là cái Hợp nó nhiều hơn, vậy nên chúng ta vẫn để cho nó là ngày tốt. Tiếp theo ngày Nguyệt Yểm thì nó sẽ là những ngày Mùi. Ngày Mùi thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, có Nguyệt Yểm. Đó. Tiếp đến ngày Thiên Sứ là ngày Ngọ, thì ngày Ngọ đấy phạm vào ngày sát chủ mùa này. Nói chung là cũng xấu, chúng ta đã gọi lại bỏ rồi. Ngày Đại Thời thì là ngày Thìn, đúng không? Ngày Đại Thời. Đại Thời. Vừa có Đại Thời lại vừa Nguyệt Sát. Đâm ra là gì? Quý vị dùng cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Tiếp đến ngày Tứ Phế thì nó là ngày Bính Thân. Đó, ngày Bính Thân 25 là ngày Tứ Phế. Tứ Phế. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Tiếp theo ngày Ngũ Mộ là ngày Bính Tuất. Thì ngày Tuất thì phạm rồi, chúng ta không xét đúng không ạ? Ngày Thiên Hỏa là ngày Dậu. Ngày Thiên Hỏa là ngày Dậu đúng không ạ? Thiên Hỏa. Và cái ngày mà đổ mái thì người ta cũng kiêng kỵ những ngày Ngọ nhé. Ví dụ là ngày thiên hỏa thì hay xảy ra những tình trạng ví dụ là bị sét đánh này, hay là dễ xảy ra những chuyện hỏa hoạn, chập điện, cháy điện. Đấy, nói chung là những tai nạn liên quan đến lửa điện đó, hoặc là gì, sấm sét vân vân. Đó là những cái hung tinh mà chúng ta cần phải tránh. Đó là 23 hung tinh mà chúng ta cần phải tránh để chọn ra một ngày tốt, đúng không? Thì sau khi loại bỏ 23 hung tinh này rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư. Quý vị hãy mở trang 193 nhé, để chúng ta cùng tìm ra những ngày này tháng tốt. Đấy, thì ngày tốt đầu tiên cho cái việc đổ mái này trong tháng 4 âm lịch ấy,
thì nó là ngày thiện nguyện nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Tặng Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé. Thưa quý vị, ngày thiện nguyện thì nó là ngày gì? Ngày Bính Thân, ngày 25 này. Như vậy ngày Bính Thân là có thiện nguyện này. Tiếp theo, ngày Thiên Đức thì nó là những ngày Tân. Ngày Tân thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Ngày Tân này. Ngày Tân thì chúng ta có ngày mùng 10 là Tân Tỵ và ngày 20 là ngày Tân Mão. Đó. Như vậy hai ngày này để phạm sát chúng ta dùng. Ngày Thiên Đức Hợp thì nó là những ngày Bính. Ngày Bính chúng ta ngày mùng 5 Bính Tý, 15 là Bính Tuất và ngày 25 là Bính Thân. Như vậy nó có thiên nguyện, nó lại có gì? Có nguyện Đức Hợp nữa. Vậy nên ngày Bính Thân nhé, quý vị có thể dùng được. 25 là Bính Thân. Là ngày tốt đầu tiên. Đó. Tiếp theo, ngày thứ hai chúng ta xét đó là ngày Nguyệt Đức. Nguyệt Đức thì nó là những ngày canh. Ngày canh thì chúng ta ngày 29 canh Tí này, 19 canh Dần và ngày mùng 9 là canh Thìn. Như vậy chúng ta có ngày đầu tiên là ngày gì? 29 là ngày canh Tí. Canh Tí, đúng không? Ngày canh Dần thì có kiếp sát, đúng không? Kiếp sát và ngày Dần đấy. Ngày Dần trong tháng 4 thì nó lại có là ngày trực thâu. Ngày Dần là ngày trực thâu, lại có kiếp sát. Nhưng mà nó có gì? Ngày canh thì có Nguyệt Đức chúng ta vẫn dùng được nha. Như vậy là chúng ta có ngày 19. 19 là canh Dần. Và ngày mùng 9 là ngày canh Thìn. Đó. Tiếp đến một ngày nữa chúng ta xét đó là ngày Nguyệt Đức Hợp. Ngày Nguyệt Đức Hợp thì nó sẽ là những ngày Ất, bao gồm ngày mùng 4 là ngày Ất Hợi này, 14 là Ất Dậu và ngày 24 là ngày Ất Mùi. Như vậy chúng ta có thêm ngày 24 nhé. 24 là ngày Ất Mùi. Ngày Ất Mùi đấy sao? Nó là ngày tốt nhất đấy. Đó. Tiếp theo một ngày nữa là ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá là ngày Giáp Ngọ thì nó phạm vào ngày sát chủ rồi. Sát chủ mùa chúng ta không dùng nhé. Ngày Nguyệt Ân thì nó là ngày Kỷ. Ngày Kỷ là ngày Nguyệt Ân, bao gồm có ngày mùng 8 này, ngày 18 này và ngày 28 thì nó đều là những ngày xấu nhé, đều không dùng được, chúng ta lại bỏ rồi. Tiếp theo ngày Tứ Tướng là ngày Mậu và ngày Kỷ. Ngày Mậu chúng ta ngày 27 là Mậu Tuất, 17 là Mậu Tý và ngày mùng 7 là ngày Mậu Dần, đúng không ạ? Như vậy chúng ta còn ngày 17 là ngày Mậu Tý nữa. 17 là Mậu Tý là có thể dùng được, là ngày rất tốt. Mậu Tý đến đâu sao nhé, ngày Mậu Tý là ngày đại cát. Tiếp theo chúng ta xét đến những ngày có thời đức. Thời đức thì nó là ngày Thìn, bao gồm ngày mùng 9 và ngày 21. Thì ngày mùng 9 chúng ta dùng rồi, đúng không ạ? Như vậy ngày mùng 9 tốt này, còn ngày 21 thì quý vị vẫn có thể dùng được nhé. Ngày Nhâm, đúng không ạ? Ngày Nhâm ở trong tháng 4. Trong tháng 4 thì ngày Nhâm. Không có ngày Nhâm, đúng không ạ? Thôi chúng ta không dùng nhé. Tiếp đến là ngày Tam Hợp. Tam Hợp thì nó có Dậu, Tị, Dậu, Xỉu, đúng không ạ? Như vậy chúng ta còn ngày mùng 6 là ngày Đinh Xỉu. Đó. Ngày Dậu thì chúng ta cũng còn ngày 26, 26 chúng ta chọn rồi, đúng không ạ? 26 nó thiên hỏa, đúng không ạ? Nhưng mà nó có gì? Nó là ngày được tam hợp, quý vị cũng cần phải xét nhá. Nói chung là cái ngày Đinh. Ngày Đinh thì chúng ta hình như ngày Đinh là cũng là ngày tốt mà. Là không ngày Đinh. Đấy. À, như vậy là ngày 26 chúng ta quý vị cũng có thể nhá. Những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu thì có thể dùng được nhá, còn những tuổi khác thì cần phải lưu ý. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày Sửu mùng 6 rồi này. Ngày Dậu xong rồi này. Đó. À, như vậy là ngày trực khai là ngày Mão thì ngày cuối cùng đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng này thì cũng có khá nhiều ngày, thì tổng quát lại chúng ta sẽ có 7 ngày tốt nhá. Thì bao gồm những ngày sau. Thứ nhất là ngày 25 là ngày Bính Thân. Ngày tốt thứ hai là ngày 29 là ngày canh Tý. Ngày tốt thứ ba là ngày 19 là ngày canh Dần, đúng không? Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 9 là ngày canh Thìn. Ngày tốt thứ 5 là ngày 24 là ngày Ất Mùi. Ngày tốt thứ 6 thì nó là ngày 17 là ngày Mậu Tý. Và ngày tốt thứ 7 thì nó là ngày mùng 6 ngày Đinh Sửu, đúng không ạ? Thì trong đó có ngày canh Tý, ngày 29 là một này, là ngày đại cát này. À, ngày Mậu Tý ngày 17 là ngày đại cát này, và ngày mùng 6 ngày Đinh Sửu là ngày đại cát, đúng không ạ? Thì bên cạnh đó ngày 24 cũng là ngày rất là tốt để cho quý vị lựa chọn. Đó. À, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để trộn ra cho quý vị và các bạn về những ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc là đổ mái,
lập trần cũng như là gác đoạn dâm. Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái trang 127 của cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chúng ta tự chọn ra cho mình những cái khung giờ tốt nhất để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì đây cũng có cách chọn giờ rất là đơn giản nữa, nó chỉ có hai dòng để chọn. Đấy. Còn đâu là gì, chọn giờ tốt như thế nào thì nó cũng sẽ có từng ngày, từng giờ để cho quý vị lựa chọn. Vậy nên cái việc lựa chọn này cũng rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119. Thì quý vị cũng có thể liên hệ số Zalo số này nhé, Zalo số 0989349119 để được gửi cái link về những cái bài học về xem ngày tốt, đấy, tự xem ngày tốt như thế nào. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.